すいません、あ、どうもすいません、すいませんでした。皆さんどうもこんにちは、またザイビ会話でございます。皆さんお元気ですか？今回ですね、皆さんに紹介したいのはすみません、すいませんを使い分けるということなんですよ。日本語のすいませんという表現は日常会話には謝るときによく使われますね。しかし他にどんな意味を持っているのかちょっと分析してみたいと思います。Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của JB Kai Wan Online. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn phân tích cách sử dụng cụ thể của sumimasen trong tiếng Nhật các bạn nhé. Chắc chắn là cái từ sumimasen này các bạn đã dùng rất là nhiều lần trong giao tiếp hàng ngày khi chúng ta phạm một lỗi lầm nào đó. Như vậy thì ngoài cái ý nghĩa đó ra, có những ý nghĩa nào khác chúng ta hãy cùng nhau phân tích cặn kẽ nó nhé. Ý nghĩa đầu tiên đó là Ayamaru toki, tức là sử dụng khi xin lỗi một ai đó. Mình cho một câu ví dụ nhé. Kinnyan suki de wa tabako suwanai de kudasai. À, sumimasen. Câu này tức là Kinnyan suki de wa tabako suwanai de kudasai, tức là ở cái ghế mà cấm hút thuốc á, thì không được hút thuốc các bạn nhé. Bạn B nó là à, sumimasen, tức là à, tôi thật xin lỗi. Thì như vậy, cách sử dụng đầu tiên là cách sử dụng để chúng ta xin lỗi một ai đó một cách thật lòng các bạn nhé. Cách sử dụng thứ hai đó là kansa suru toki, tức là để cảm ơn một ai đó, để cảm tạ một ai đó. Các bạn nghe một cái ví dụ sau đây nhé. Noto ga nakatara kore wo tsukatte kudasai. À, domo sumimasen. Câu này có nghĩa là Noto ga nakatara kore wo tsukatte kudasai, tức là gì ạ? Nếu bạn không có cuốn vở thì bạn hãy dùng cuốn vở của mình đi. Thì bạn bèo nó là domo sumimasen. Cách nói domo sumimasen này là hình thức để cảm ơn nhé. Các bạn cảm ơn đối phương để cho mình mượn cuốn vở đó, được không ạ? Cách nói thứ ba đó là hito ni yobi kakeru toki. Hito ni yobi kakeru toki, tức là sử dụng cái sumimasen này để gọi một ai đó. Mình lấy một cái ví dụ như thế này, chắc chắn là các bạn thường sử dụng rồi đúng không ạ? Khi mà chúng ta vào một cái tòa nhà nào đó, chúng ta muốn tìm một cái nhà vệ sinh, được không ạ? Chúng ta nói nè. À, sumimasen, o te arai wa doko desu ka? Sumimasen, o te arai wa doko desu ka? Được không ạ? Thì câu này tức là mình kêu người khác để chỉ cho mình cái nhà vệ sinh ở đâu. Thì chúng ta hãy dùng cái sumimasen này nhé, để kêu gọi đối phương chỉ cho mình. Cái sử dụng thứ tư đó là sử dụng nào các bạn biết không ạ? Đó là cách để chúng ta gì? Onegai wo suru toki. Onegai wo suru toki, tức là khi chúng ta nhờ vả một ai đó. Ví dụ như là câu này chúng ta đã thường sử dụng rất là nhiều lần khi mà giáo viên nhé nói một câu gì đó, hoặc là người khác nói một câu gì đó mà mình không nghe rõ, thì mình sẽ dùng cái từ sumimasen này để nói lại. Ví dụ sumimasen mou ichido onegai shimasu. Sumimasen mou ichido onegai shimasu. Hoặc là chúng ta khi vào một cái quán ăn mà chúng ta gọi là chúng ta kêu thêm món chẳng hạn, kêu thêm cơm đi ạ. Sumimasen gohan okawari kudasai. Sumimasen, gohan okawari kudasai. Okawari kudasai. Được rồi, thì chúng ta nhờ vả một ai đó. Đó, chúng ta sử dụng cái sumimasen này trong cách dùng như vậy nhé. Mình xin tóm lại 4 cách sử dụng như sau nhé. Đầu tiên đó là sử dụng khi chúng ta xin lỗi một ai đó, tức là ayamaru toki. Ayamaru toki. À, sumimasen. Cái thứ hai nữa là để cảm ơn một ai đó, tức là kansha suru toki. Kansha suru toki. Domo sumimasen. Cái thứ ba đó là chúng ta gọi một ai đó để nhờ vả. Gọi một ai đó nhé.
đó là hito ni yobi kakeru toki, hito ni yobi kakeru toki, sumimasen toka. Cái thứ tư đó là onegai shiru toki, onegai shiru toki, tức là để nhờ vả một ai đó. Chúng ta hãy dùng cái bốn cách sử dụng này nhé. Video này hy vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn trên con đường chinh phục giao tiếp tiếng Nhật, đặc biệt là cách sử dụng của từ sumimasen một cách hiệu quả các bạn nhé. Các bạn đừng quên nhé, nhấn đăng ký trang để ủng hộ JBKaiwa Online các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.